Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và hôm nay thay thế cho Minh To thì mình sẽ là người đồng hành cùng với cả Duy View trong số hỏi đáp. Hôm nay là số bao nhiêu rồi Duy? Hôm nay là số 82 rồi anh ạ. Hôm nay là số 82, số hỏi đáp từ 82. Và rất là cảm ơn anh em đã gửi rất là nhiều những cái câu hỏi, để trong thời gian vừa rồi chúng mình đã phải ra đến 3 số hỏi đáp trong một tuần. Và ok, không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta hãy cùng đi vào những câu hỏi đầu tiên của số 82 ngày hôm nay nhá. Và nếu anh em nào mà đang muốn tham gia một cuộc đồng nhỏ nhỏ về laptop, về công nghệ, anh em có thể tham khảo cái Discord ở dưới phần mô tả video. Và chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn Tio Gamer Mobile. Tio Gamer Mobile. Anh ơi cho em hỏi, 5800HS với 5900HS nó có thực sự chênh nhau nhiều không và đáng để lên đời không? Thì theo anh thì không, tại vì là 5800 với 5900 thì nó cũng mạnh xem nhau rồi, thành ra thì nó cũng không quá đáng để chênh lệch để bỏ ra số tiền lớn hơn để có thể sở hữu. Thì anh nghĩ là về nhân và luồng là nó giống nhau đúng không Duy? 5800HS, 5900HS hình như đều là 8x16 luồng hết. 8x16 luồng đúng không? Okay. Thế cũng về hiệu năng cũng không chênh nhau quá nhiều. Đúng ạ. Rồi, câu hỏi thứ hai của bạn anh Phan. Ask cho em hỏi tầm giá 28-35 triệu thì laptop nào có màn hình đẹp, chơi game tốt, bảo lệ tốt, mở ngoặc bằng kim loại. Em cảm ơn. Thì tầm giá 28-35 triệu màn đẹp, chơi game tốt thì theo mình không ai có thể bỏ qua được Lenovo Legion 5. Hoặc là đến mức giá khoảng 35 triệu thì chúng ta sẽ có những cái option nó ngon hơn, ví dụ như là Helios 300 hay là HP Omen bản 300 hạng nữa. Theo mình đây là hai chiếc máy trên tầm giá 30-35 triệu rất là tốt. Theo Duy thì sao? Tại vì bạn ấy bảo có kim loại nên là lại phải bỏ HP Omen với cả Legion 5 ra, tại vì không có kim loại thì chỉ có Helios 300 là sự lựa chọn tương đối hợp lý. Thế như thế. Chứ 300 là full kim loại. Đúng rồi. Nhưng mà HP Omen thì nó vẫn có chiếc khuỷu tay bằng kim loại cũng khá là chắc đấy chứ. Anh cũng đánh giá rất cao cái tiết cái kiểu build vừa nửa nhựa nửa kim loại như con Omen, khá là ngon, khá là đẹp. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Của bạn là Trung Tiến Nguyễn. Trung Nguyễn Tiến. Cho em hỏi là tầm giá 17-23 triệu thì có máy nào học điện tử viễn thông tốt không ạ? Màn đẹp, cấu hình mạnh. Chúc em sức khỏe, mong trả lời. Thì 17-23 triệu à? Theo Duy thì sao nhỉ? Anh phải nghĩ đó. 17-23 triệu thì em học viễn thông, em thấy là cái ngành này nó đơn giản lắm, nên là cũng chỉ có thể chọn con i408UG là ok rồi. Không nhất thiết phải chọn một con đắt hơn làm gì cả. Laptop quốc dân gọi là mới trong 2021 đúng không? Chính xác. Trong bút quốc dân mới. Nếu mà tầm giá này nữa thì anh có thể gợi ý thêm cho bạn là con UM425 hoặc là UX425. Nếu như mà bạn thích AMD thì bạn chọn UM425. Còn Intel thì là UX425, cũng khá là ngon, cũng tầm giá 22-23 triệu. Câu hỏi tiếp theo của Bảo Lê. Con G513 có mốc switch công an được dai. G513 thì có cần thiết phải tắt cả on khi chơi game FPS để tối ưu như Legion 5 không? Chúng ta rất là dễ ngày gặp triệt. Thì thực ra mà nói con G513 có mốc switch không thì mình nhớ không nhầm ấy, là nó có thể tắt IGPU trong cái cặp trong Ari Grade. Còn nó có mốc hay không thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà máy nó cần, máy nào nhá, bất cứ laptop gaming nào nó cũng đều cần tắt cả on để chơi game FPS nó tối ưu được con Legion 5. Thế nên là mình nghĩ là G513 bạn nên tắt IGPU trong Armory Grade đi để có thể là có được hiệu năng tốt nhất. Mình nhớ không nhầm là nó sẽ có cái IGPU mode ở trong G513. Cái câu hỏi tiếp theo của bạn Đạt 3 hỏi chấm. Anh ơi cho em hỏi tầm giá 25 triệu có laptop nào có màn cảm ứng flip được thì tốt. Em chỉ làm tác vụ bình thường như chơi FIFA Online 4. 25 triệu mà màn flip được à? Từ anh đang nhớ hình như là có một con rất là ngon là Q507iQ. Con đấy sử dụng MX cũng là 350 hay 450 gì đó mà tầm giá cũng khoảng 20 triệu. Và tầm này khá là hiếm hàng. Theo gì còn option nào nữa không? Chính anh đã từng review một con Lenovo Yoga tầm này. Nhưng mà con Yoga đó thì anh cảm thấy là với cái tản nhiệt đấy thì nếu như bạn chơi FIFA Online 4 thì cảm giác như là nó sẽ hơi có gì đó nó chưa được ổn định cho lắm. Thế thì có một lựa chọn hai nữa là con Samsung Galaxy Flex Alpha. Con Flex mới ra đúng không? Mới ra, khá là hấp dẫn của Samsung. Màn đẹp, có cảm ứng thì cũng là lựa chọn hợp lý. Và thậm chí là con Flex đấy hiện tại là cửa là hàng Laptop AZ đang hiện tại đang có rất là nhiều hàng và đang có rất là nhiều đơn, thì các bạn nếu như muốn tham khảo thì hãy gọi ngay qua hotline và tham khảo trên trang web là laptopaz.vn nha. Ok, sang đến câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Trung Vũ. Các sếp ơi cho em hỏi Ryzen 7 4700U với i7-1165G7 thì CPU nào phù hợp với em? Em chơi FIFA Online 4 và học công nghệ thông tin. Chúc ekip Laptop AZ nhiều sức khỏe.
nếu như mà chơi FIFA Online 4, lại câu chuyện là FIFA Online 4, thì theo anh thì cứ nhiều nhân nhiều luồng mà chơi thôi, Ryzen 7 4700U thế thôi. Còn 16567 anh thật sự là vẫn không cảm thấy là mấy con chip Intel đời 11 chơi game nó ổn định bằng Ryzen. Theo gì sao? Ok, em thì em sẽ chọn Ryzen cho nó mát, cũng không phải 500. Đúng rồi, chọn Ryzen cho mát cho rẻ. Câu hỏi tiếp theo. Cái câu hỏi tiếp theo của Minh Hùng Vũ thì bạn hỏi là hai anh chơi bảo đeo G3i7, ui rồi, đeo G3i7 đời 10 và một TV HDD 256 SSD làm đồ họa được không? Em vẽ đồ họa 2D 3D cơ bản ít game mà tầm giá này con nào ngon hơn ạ? Em cảm ơn, chúc anh ngày càng phát triển. Thì con đeo G3 này màn rất là xấu. Thì đúng rồi. Với cả là cái tản nhiệt của nó thì nó rất là tệ. Không muốn nói là nó quá tệ trong cái tầm giá của con G3i7 này. Với cả khi mà nói câu chuyện vừa nói đến đeo xong lại nói đến i7 nữa là nghe duy ối rồi ôi là bạn hiểu cái vấn đề nó như nào rồi đấy. Với cả có một cái nữa em cũng không thích là con đeo G5 3500 ấy, nó ở mức giá nó trải dài khá là nhiều từ 20 triệu đến 30 triệu. Thế nên là em chả biết là bạn ấy đang ngắm bản cặp Vega nào. Nên là nếu mà trong tầm giá khoảng 20 triệu đi thì em sẽ chọn con Nikon 5 2021. À không, ở 2021 bản Eagle ấy. Xong rồi thêm một cái màn hình rời nữa là ổn. Còn không thì em cũng không có một sự lựa chọn nào ổn hơn. Tại vì là bạn không nói là có tầm giá nào đâu. Tại vì là đeo G3 lại còn i7 trong rồi. Bạn không nói là 1660T hay là... Nếu như mà đã xác định là chơi những cái cấu hình khủng long như vậy thì bạn nên lựa chọn những cái cấu hình mà nó vừa đảm bảo được hiệu năng đầu ra cũng như là cái tản nhiệt nó tốt. Thì anh em mình chúng mình vừa rồi làm con Nitro 5 Eagle thì cảm thấy là con đấy nó khá là ngon. Vừa mát nhá, xong rồi vừa hiệu năng bung lụa nhá, không bị khóa sung nhá. Đấy, có 6 nhân như con i7 luôn. Và nó có 6 nhân như con i7 đấy luôn đấy. Nên là nó cũng khá ok. Câu hỏi tiếp theo của Dũng Đoàn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Dũng Đoàn. Giữa hai con là ROG G513, R7 4800H, cả cỡ thích 1650 với IdeaPad Gaming 3 R7 4800 khác cỡ thích 1650T thì nên chọn lắp nào ạ? Em chơi GTA 5, PES, FIFA, PUBG và Edit nhé, em cảm ơn. Đến đây thì lại câu chuyện tiếp theo là bây giờ bạn có nhu cầu về edit và chơi game thì cần màn đẹp hơn một tí xíu. Thì theo anh là trong này là có con ROG 513 là có màn nó gọi là nhỉnh hơn một tẹo so với con IdeaPad Gaming 3. Còn về hiệu năng chơi game thì ROG cũng nó cũng xem nhau, nhưng mà anh theo anh thấy theo cái thông số thì con G513 nó nhỉnh hơn, hoặc là nhỉnh hơn cũng không quá nhiều đâu. Nhưng mà nếu như mà bạn đã chơi những tựa game này chắc chắn bạn cày kéo rồi thì không phải lo một dòng ROG Strix cày kéo vô tư. Bổ sung trên ngò là con màn hai con này như nhau, đều xấu. Như nhau à? Đều anh xem thông số thôi mà. Nó cũng gọi là đều, nó hơn hơn một chút xíu rồi. Thế thì cũng chả ăn thua con 6 con 64 con 63% sRGB thì nó cũng ngang nhau. Gọi là cũng bằng nhau anh hết. Em kỹ tính. Cũng bằng nhau hết. Đều kém hết. Ok. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của Trần Hữu Quốc. Em chào anh, em cần mua laptop 15 20 triệu, yêu cầu mỏng nhẹ người yêu, em học tài chính. Chúc anh nhiều cả sức khỏe. Ok, 15-20 triệu. Không biết là có người yêu nào ở đây không, nhưng mà 15-20 triệu mỏng nhẹ thì một là IdeaPad S540 hoặc là IdeaPad 5. IdeaPad 5 hoặc là Yoga Slim 7i. Và có Yoga 6. Yoga Slim 7i. Yoga 6. Yoga 6. Tiếng mà bạn nữ thích vải thì Yoga 6. Khá là ngon. Lenovo Yoga 6. Lenovo, nói chung là tầm giá 15-20 thích mỏng nhẹ mà kim loại chắc chắn thì bạn nên hướng sang mấy dòng bốn chấm của Lenovo khá là ngon. Câu hỏi tiếp theo của Nguyễn Mật. Hai anh cho em hỏi là một con laptop dùng để edit video Full HD đồ họa 3D dùng thêm cả code nữa tầm 20-25 triệu thì con nào chọn là chọn nào? Em cảm ơn nhiều, chúc kênh ngày càng phát triển. Code à? Đồ họa code, Full HD 1080 Full thì 3D nữa cơ, quan trọng là phải xem cái vẫn 30 nếu vẫn là nếu mà 25 thì theo anh sẽ là Legend 5 bản 2020 nhá. Nhưng mà bạn hãy chọn cái option mà 1660T và 144Hz. Đó thì theo mình là làm 3D thì có thể là nó sẽ ổn định và ok. Ok. Thế thì với tầm 25 triệu ấy thì thực ra nói là hiện tại đang rất là khan hàng những cái tầm Lenovo Legend 5. Thế nên là có quan trọng là nó khan hàng nữa. Cũng có một lựa chọn hay cho bạn, đó là Nitro 5 Eagle nhưng mà thêm một cái màn rời nữa để edit video làm đồ họa cho màu ra tốt hơn thì hợp lý hơn. Cá nhân mình thấy như thế. 25 triệu thì cũng không phải bắt rét quá nhiều, nên là phải tăng kèm một chút. Câu hỏi tiếp theo của Sinle.
có thể cho mình hỏi học xây dựng, học AutoCAD, sắp 2000 thì Mono Laptop Gaming là full option tầm giá 27 triệu đổ lại. Thì như em mình đã nói là nên chọn con Legend 5 bản 1660 Ti như anh Hoàng nói. Con này là theo mình đánh giá là tương đối ngon, nhưng mà hiện tại hàng rất là khan, nên là mình sẽ có thêm một lựa chọn nữa. 27 triệu thì mình có HP Omen, tầm này cũng hợp lý. Ngoài HP Omen 2020 có Legend 5 2021 tặng là hợp lý mức giá hiện tại. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Hoàng. Anh ơi, cho em hỏi em dự tính em sẽ mua Acer Nitro 5 2021 và một thanh RAM 8GB để học công nghệ thông tin và chơi Genshin Impact thì liệu có ổn không ạ? Nghe đến Genshin Impact mà một thanh RAM 8GB thì theo mình là đến thời điểm hiện tại con Genshin Impact nó thực sự là nó càng ngày nó càng ổn cấu hình rồi. Cho nên là theo mình để chơi con này ổn định bạn nên lên ngay cho mình 16GB. Ý bạn ấy đó, là mua con Nitro 5 kèm một thanh RAM 8. Ý ạ, đó là thế. Nghĩa là bạn mua máy không, bạn mua kèm RAM nữa ấy. Ý bạn à, tức là kèm thêm. À rồi rồi, đấy. Nếu mà bạn mua thêm thanh RAM 8 là 16GB thì quá ổn, không có vấn đề gì phải nghĩ cả. Thoải mái. Có lưu ý cho bạn là con Nitro 5 này hãy mua bản Eagle hoặc là bản AMD, chứ đừng bao giờ mua bản 2021 mà nó chỉ có con i5-1130H nha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đặng Phúc Khang. Đặng Phúc Khang, em ơi, anh học công nghệ thông tin, mở ngoặc là an toàn thông tin thì vậy em nên chọn MacBook Pro RAM 8 256 hay là MacBook Air 16 256 thì tốt hơn ạ? Về MacBook thì anh để Duy trả lời đi, bởi vì thực sự là anh ghét MacBook nên là anh gần như không có một khái niệm nhiều về MacBook. Cá nhân em thấy thì con Pro đương nhiên nó sẽ ngon hơn con Air 16 rồi. Chắc chắn là Pro thì phải hơn Air rồi, chắc chắn là Pro sẽ phải hơn Air. Là không luật bất thành văn rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo của Tuấn Anh Đỗ. Hai em cho hỏi là cầm giá 22 triệu đổi lại F14LL xem phim, em phân vân giữa MSI Bravo 2021 Ryzen 7 và F15 i5. Hai em này thì nên chọn máy nào? Lựa chọn tầm 22 triệu chắc chắn là mình sẽ chọn con Bravo 2021. Ngon hơn khá Bravo nhiều. Bravo vừa rồi khá là ngon, full cây AMD. Mát. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Bảo Trần Gia. Chào hai bạn, cho mình xin laptop có cấu hình tương đương Legend 5 4800H 1660 Ti với, do Legend 5 đang hiếm hàng. Đúng vậy, tầm giá 30 triệu đổ lại và có yêu cầu màn đẹp, chủ yếu mình làm việc và chơi game off. Mình cảm ơn hai bạn. Nếu như mà tầm giá 30 triệu thì chắc chắn là không có con nào lại được với cả Helios 300 rồi, hoặc là HP Omen. Nhưng mà HP Omen thì theo anh thấy là hiện tại vẫn đang hơi khan hàng, cũng ngang ngửa con Legend bản 1660 Ti. Đấy thì bây giờ chỉ có chắc là có con Helios 300 thôi. Nếu như mà anh em mua ở các cửa hàng hay là có được kèo ngon ấy thì có thể là có được giá là 30 hoặc là dưới 30 một chút. Ok, câu hỏi tiếp theo đã đi của bạn NVQ Channel. Chào hai app, em có 22 triệu cần mua lap chơi LL PUBG đồ ạ, 3D thì mẫu nào tốt? Cá nhân anh thấy thì chắc Nitro 5 2020 rồi đem vào Telegram nữa là hết lớp sống. 22 triệu đầu tư thế là hợp lý nhất. PUBG là một con game rất là muốn RAM. PUBG ngốn, nó ngốn RAM và ngốn cả đồ họa một cách vô lý. Thế nên là chọn Nitro 5 2020 thêm một thanh RAM đó là lựa chọn an toàn. Còn không thì Nitro 5 2021 bản AMD. Đúng vậy. Rồi cố tiền lấy thêm một thanh RAM nữa. Câu hỏi tiếp theo của bạn Cái Đức Thành. Anh ơi, tư vấn cho em con lap nào tầm 15-20 triệu và nhu cầu là chơi LOL và học tập. Em thích các dòng máy của Lenovo. Thích Lenovo. Tầm thích Lenovo mà 15-20 triệu thì nếu như mà bạn chơi game 3A hoặc là một vài game offline thì tầm giá 20 triệu thì bạn có thể lựa chọn IdeaPad Gaming 3. Có thể là chọn phiên bản 2020 hoặc là đợi một thời gian phiên bản 2021 ra. Hình như là ra rồi đúng không Duy? Anh nhớ không nhầm là 2021 bản ra rồi nhưng mà hàng chưa về. Đấy thì nếu như bạn mua có thời gian mà đợi thêm một thời gian thì đợi chúng mình có hàng về chúng mình sẽ đánh giá trên tay cho bạn. Còn ở mức giá ở thời điểm bây giờ thì bạn có thể nếu như là gaming nhá thì là IdeaPad Gaming 3. Còn nếu như bạn muốn mỏng nhẹ mà vẫn chơi được một vài game eSports thì bạn có thể chọn là Yoga Slim 7i hay là một vài con IdeaPad nhưng mà bản chip Intel bản Ryzen 7, có một số bản sử dụng Ryzen 7 chip U. Đó thì đó cũng là một lựa chọn cho bạn. Ok, câu hỏi tiếp theo đi của bạn là bạn nào đây? Bạn Huy Nguyễn đúng không? Huy Nguyễn bạn hỏi Huy Nguyễn. Bravo 2021 với cả Nitro 5 2021 thì nên chọn nào ngon hơn, chúc kênh ngày có phát triển. Cá nhân mình thấy nhá, mình thích con Bravo 2021 hơn là con Nitro. Đúng. Bravo 2021 làm hoàn thiện các thứ nó tương đối ok, còn Nitro thì vài năm đây nó vẫn như vậy. Thế cá nhân mình thích cái dòng sản phẩm mới thay đổi hơn một chút và lạ lạ hơn một chút. Cá nhân mình sẽ chọn Bravo 2021.
Con Bravo 2021 anh thấy nó khá toàn diện, chỉ ghét đúng một điều là nhìn nó lại cứ hao hao Nitro. Mà nhìn con màu Nitro anh đã ghét rồi. Đấy. Rồi ok, tiếp câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn Hoàng Nguyễn đúng không nhỉ? Hoàng Nguyễn, ok. Các huynh đẹp trai cho tiểu đệ hỏi. Ok, cháu tiểu đệ. Em đang dùng Nitro 5 i711800H và GTX 3050 thì về sau có cần dùng eGPU để chơi những game bà nặng không ạ? À? Và nếu cần dùng thì cổng Thunderbolt 4 nên build eGPU như thế nào để tối đa hiệu năng và không bị nghẽn cổ chai ạ? À? Em là Newby, mong hài hình giải đáp. Em cảm ơn và chúc các anh thật nhiều sức khỏe. Ok, câu hỏi rất chi tiết. Theo anh thì với cái cấu hình này thì đúng là để chơi được hết hiệu năng của cái con 11800H ra thì nên cho thêm một con GPU ra. Chẳng hạn như là chơi Cyberpunk mà dùng 3050 thì chắc là... Đuối, rất là đuối luôn đấy. Rất là đuối luôn, bởi đã nghe 3A rồi thì một con chip mạnh thì con càng phải tương xứng một tí. Đây đằng này con 3050 cứ A đuổi thế nào ấy. Thế bây giờ bạn bảo build eGPU thì trên desktop đi, anh sẽ chọn con cặp đồ họa nào để build eGPU? Nếu mà eGPU với 1660 đấy là hay là theo anh thì là 1660 Super cũng là một điểm, nó cũng thật ra là không đâu, 1660. Một sáu sáu mươi thường. Em thì anh nghĩ là 3060 thì nó lại căng quá, ở đây mình cứ tối ưu chi phí đi, còn nhớ đâu bạn ấy giàu bạn tính sau. Cá nhân thì em sẽ chọn con 1660 Super là 1660T là cá nhân. 1660T thì anh sợ hiếm đấy. 1660T thì hiếm đấy. Hiếm thì chịu thôi, cả đồ họa trên desktop rồi cũng chả có cách nào mà. Và dùng cổng Thunderbolt 4 thì ok, nói chung là bạn có tiền bạn cứ thể chơi thôi. Còn không bị nghẽn cổ chai thì con i7 nó rất là mạnh nên là không phải lo vấn đề nghẽn cổ chai. Chỉ đúng là rồi. Dùng eGPU thì đương nhiên là cái hiệu năng nó sẽ chỉ được khoảng 80-70-80%. Tại vì cái hao hụt về hiệu năng qua cổng Thunderbolt 4 cái này không tránh được thì, đúng rồi, cái này nó sẽ làm sụt giảm khoảng bao nhiêu phần trăm đó, tầm 10-12%. Cá nhân mình thấy là nếu bạn build được con eGPU mà bây giờ tầm này khoảng thêm 10 triệu nữa thì bạn mua Helios 300 3060 cho khỏe, đừng bao giờ là chơi kiểu eGPU rất là phí. Không, nhưng vấn đề là bây giờ là cái tình hình dịch bây giờ mà bán được con máy đi rất là khó, xong rồi bán đi đã khó rồi, xong còn mua một con máy khác thì nó tốn rất là nhiều thời gian. Thế là ý bạn bây giờ là kiểu giải pháp tình thế, anh nghĩ là vậy. Chứ bây giờ bán đi xong rồi tình thế nó hơi mặn rồi, không sao. Ok. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi của bạn The V. Cho em hỏi, em kinh tế 42 triệu. Uầy, nghe đẹp dài nhỉ. Kinh tế 42 triệu thì nên mua con máy nào để chiến game tryhard ạ? Em đang phân vân giữa Acer Helios 300 i7-11800H, RTX 3060 và Ryzen 5 Pro R7-5800H, RTX 3060. Hoặc trong tầm giá đấy có con nào tốt hơn cho em xin ý kiến ạ? Theo anh, tầm giá 42 triệu này, nếu hai con này thì anh sẽ chọn Ryzen 5 Pro. Hoặc nếu như bạn thích tryhard hơn mà nó ngon hơn thì theo anh là M15R3 của Alienware. Option khá là ngon, 3060. Em nghĩ là cá nhân em sẽ chọn 5 Pro. Còn nếu mà về mặt sản phẩm thì đương nhiên là chọn Alienware rồi, tại vì Alienware mặt sản phẩm nó là cao cấp, nó là nhưng cao cấp luôn. Có điểm em không thích là nó nóng lắm, thì không thích là nó nóng. Thật ra em nóng thì đúng là các cái dòng từ bản R2 tức là R2 nó mới nóng rồi, còn R3 nó bắt đầu cũng đỡ rồi. Xong rồi nghe bảo là các cụ bên Alienware làm cho con Alienware mới là 4 quà tặng nhiệt nữa thì cũng chưa về hàng, anh cũng rất là hóng con đấy. Ok, và đó là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp thứ 82 ngày hôm nay. Và anh em có bất cứ câu hỏi nào về laptop, Ultrabook, gaming hay là cả gaming nữa thì anh em hãy đặt câu hỏi ở ngay phía bên dưới phần bình luận để cho mình có những cái câu trả lời sớm nhất cho các bạn nhé. Bây giờ thì đó tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ trên kênh của Laptop AZ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. Xin chào.